Rồi so sánh. Không có gì xảy ra, không có gì thế. Chỗ này 9 lớn hơn 2, không có gì. Quy sẽ tiếp tục sang bên đây. 1 không có gì và tương tự cho 8, 7 và cho đến vị trí này là bằng null. Thì chúng ta kết thúc vòng lặp và hoán vị cái chỉ cái mat.info trở đến mat info và p info. Thì chỗ này chúng ta sẽ được 9 nằm đây. Và số 5 sẽ nằm chỗ này, đúng không các bạn? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo P lại tăng lên một đơn vị, thì lúc nãy P của chúng ta đang nằm đây, bây giờ P sẽ chuyển sang bên đây và tương tự max của chúng ta sẽ nằm đây, Q và Q nằm đây. Rồi, cứ tiếp tục chạy sẽ tìm được cái số lớn nhất và đưa 8 về đây, đúng không ạ? Cho đến khi cái dãy của chúng ta P của chúng ta nằm đây và Q của chúng ta nằm đây, nó sẽ hoán vị lần cuối. Nếu còn có như thế thì nó sẽ hoán vị lần cuối. Và sau khi hoán vị xong thì P nằm ở vị trí này thì chương trình của chúng ta sẽ kết thúc. Và đây là cái ý tưởng của bài này, và mình theo như mình thì mình code được như vậy. Còn có sai hay đúng gì không thì các bạn hãy kiểm tra lại giúp mình nhé. Và đây là cái thuật toán của mình cho cái câu 2, câu 3A. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu 3B. Viết hàm xóa các sản phẩm đã hết hạn bảo hành ra khỏi danh sách khi thỏa điều kiện. Ở đây chúng ta có xuất hiện một cái thành phần là năm hiện tại. Vậy thì trước tiên chúng ta phải khai báo cái năm hiện tại cái đã nha các bạn. Thì các bạn có thể khai báo một cái biến toàn cục cũng được, hoặc là một cái hàng cũng được, hoặc là các bạn dùng define cũng được. Thì đây mình sẽ dùng define đi nha các bạn. Hàng define năm hiện tại mình sẽ in là HT là 2015. Các bạn lưu ý đằng sau cái hàng define này không có dấu chấm phẩy nha. Nếu các bạn có chấm phẩy, nếu như mình không nhầm nó xin lỗi đấy, tại vì nó sẽ thay cái cụm NHT này bằng cái cụm 2015, mà nếu bạn có dấu chấm phẩy ở đây thì nó sẽ thay cái NHT này bằng 2015 phẩy, các bạn lưu ý nhé. Thế nên chúng ta sẽ không có cái này. Đây, nhưng mà trước khi làm được cái điều này thì chúng ta phải xây dựng một cái hàm xóa, đúng không các bạn? Rồi, vậy thì đầu tiên chúng ta phải đi làm cái hàm xóa void delete nó. Rồi, chúng ta sẽ cần đưa vào một cái node, một cái danh sách, đúng không các bạn? Chúng ta sẽ đưa vào một cái node thôi cũng được, tại vì ở đây chúng ta làm một danh sách liên kết đôi. Node sao p. Ở đây mình đã đưa vào một cái node bất kỳ, p này mình không biết nó là cái gì hết, đúng không bạn? P này mình không biết nó là cái gì. Vậy thì mình cần kiểm tra xem nó là PHS hay là PTEL. Nếu nó là PHS thì nó ở đây là danh sách liên kết đôi. Nếu nó là PHS thì prior của nó sẽ là null, đúng không ạ? Rồi. Trên này mình sẽ có thêm một số hàm nữa. Thêm mình thì mình sẽ có thêm một số hàm, ví dụ là DELHS hay là DELTEL. Hoặc là để tiện hơn thì mình sẽ đưa vào đây cái list luôn đi nha các bạn. List L. Rồi, mình sẽ xóa cái nốt sao P này ở trong cái list L. Đầu tiên kiểm tra if P mà bằng null thì chúng ta sẽ return, đúng không các bạn? Đây là trong cái trường hợp cái bài toán của chúng ta là bài toán tổng quát. Cái hàm này là hàm tổng quát thì if P bằng null thì chúng ta sẽ return. Chúng ta sẽ không thể xóa được một vùng nhớ null. Hoặc là if cái danh sách của chúng ta là danh sách trống thì chúng ta cũng không thể xóa được cái vùng nhớ null, đúng không ạ? List l.ps bằng l.ptel. À, chỗ này chúng ta sẽ cần cái dấu bằng này. Và l.ps bằng null. Các bạn lưu ý ở đây chúng ta là và nha. Cái và này sẽ giới hạn lại cho chúng ta là cả l.ps và l.ptel đều gắn bằng null. Thì chúng ta sẽ return. Và các bạn chỉ cần ghi l.ps bằng null cũng được. Đây. Chúng ta sẽ có một cái bức hình như thế này. Nếu nó là l.ps
chúng ta đang muốn xóa l.ph, chúng ta sẽ kiểm tra. P bằng l.ph. Nếu p mà bằng l.ph thì chúng ta chỉ cần cho p l.ph bằng l.ph tiến tới bên s, đúng không các bạn? Vậy chúng ta sẽ làm một số thủ tục này. P l.ph bằng l.ph cho đến thành phần bên s, và l.ph bây giờ cho thành phần previous, chúng ta sẽ gán bằng null. Sau đó chúng ta delete cái p đi là được. Rồi, sau khi delete thì chúng ta sẽ cần return luôn nha các bạn, để tránh trường hợp nó đi xuống phía bên dưới. Đấy là cái phong cách của mình. Rồi, nhưng mà trước khi làm được cái điều này, chúng ta cần quản lý thêm một cái là cái danh sách của chúng ta có phải là danh sách có một nốt hay không. Nếu như một nốt thì l.ph vừa bằng là l.ph luôn, đúng không ạ? Vậy thì ở đây mình sẽ kiểm tra thêm. If l.ph bằng l.ph, cái này để mình quản lý thôi. Sau cái trường hợp trên này là danh sách rỗng, đúng không các bạn? Còn phía dưới này là danh sách của chúng ta có một phần tử, quản lý nha. Tại vì khi nó qua được cái trường hợp trên này thì mình biết là l.ph mình đã khác null rồi, đúng không? Còn nếu như l.ph mà bằng null thì xuống dưới đây chắc chắn không thể xuống được dưới đây rồi, không thể đi vô được cái lệnh này, đúng không ạ? Và mình sẽ đưa cái lệnh này vào bên trong này luôn đi. Nếu như mà chỉ có một phần tử thôi thì bây giờ mình cũng gán l.ph bằng null luôn, tại vì mình sẽ delete nó mất rồi. À, có khá nhiều vấn đề ở chỗ này. Tại vì nếu như l.ph là phần tử duy nhất rồi, mình phải đặt cái này lên bên trên đầu. Rồi, mình sẽ làm cái trường hợp có danh sách có một nốt trước đi nha các bạn. If l.ph bằng l.ph, trường hợp có một nốt, mình sẽ làm trường hợp có một nốt trước riêng ra cho dễ. Nếu có một nốt thì mình gán p bằng l.ph, và l.ph bằng l.ph mình sẽ gán bằng null luôn. Sau đó mình sẽ delete p đi và return. Tại vì sao trường hợp này, nếu l.ph và l.ph sau khi nó xuống được cái lệnh phía dưới này mà thỏa cái điều kiện này nữa thì chắc chắn đây là cái danh sách chỉ có một nốt thôi, sau khi nó qua được cái lệnh này nha các bạn, và chui vào được cái if này thì chắc chắn chỉ danh sách này chỉ có một nốt. Và nếu có một nốt mà chúng ta lại đi xóa cái nốt đó luôn thì chúng ta lại đi xóa p này các bạn, thì có phải một nốt mà xóa đi thì null thì cái danh sách của chúng ta rỗng thì phải gán cả l.ph và l.ph bằng null hết, và sau đó chúng ta delete p đi rồi return. Đây là trường hợp có một nốt. Còn bây giờ chúng ta sẽ xét, nếu không phải một nốt, bây giờ chúng ta phải đi xét xem nó là l, nó có phải là l.ph không hay là l.ph hay không. Đây, chúng ta sẽ xét nha các bạn. If nếu nó là l.ph, nếu mà đã chạy được xuống dưới đây các bạn nhé, tại vì trong mỗi cái vòng if của mình đều có cái lệnh return nó thỏa một trong các cái điều kiện trên này thì sẽ thoát khỏi vòng lặp này, thoát khỏi chương trình ngay, thoát khỏi hàm này nhé các bạn. Cho nên các cái điều kiện của mình ở đây dưới đây đều là những điều kiện rời thôi. If p bằng l.ph, nhìn nó rời nhưng mà thực tế nó vẫn bao gồm tất cả những cái trên này nhé các bạn. Ở đây p bằng l.ph này đã bao gồm danh sách này, các là một danh sách có nhiều hơn một phần tử, các bạn nhớ. Vậy thì chúng ta có thể gắn tiến tới pnet hay là tiến lui gì cũng đều thoải mái hết nha. Nếu nó là phần tử đầu tiên thì chúng ta chỉ cần chỉnh tiến cái l.ph lên, l.ph bằng p cho đến pnet đi, và l.ph cho p cell cho p previous, tức là trò lui về các bạn, thì l.ph trò lui lúc nào cũng bằng null, các bạn lưu ý nha cái điều này. Rồi, sau đó chúng ta delete p đi và return. Đối với thằng đầu và thằng cuối thì chúng ta chỉ cần làm như vậy thôi, không có gì cả. If
Rồi, P trong trường hợp nó không phải đầu, giờ chúng ta xét nó có phải cuối không? L chấm tiếp theo. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ làm cho những trường hợp đặc biệt trước nha. Còn nếu các bạn mà vô mà xét cho trường hợp tổng quát trước thì sẽ sinh ra lỗi đó. Rồi, nếu như nó là lốt nốt cuối thì chúng ta sẽ cần gán cái L chấm P theo lại. Và mình cũng nhắc lại luôn, hiển nhiên khi nó vào được cái điều kiện này thì danh sách của chúng ta ít nhất phải có hai nốt. Các bạn lưu nhá, ít nhất phải có hai nốt, cho nên L.B theo cho previous hoàn toàn bình thường, không bị lỗi gì hết. Và L.B theo mình sẽ gán bằng P cho previous. P với L.B theo bây giờ cùng một vùng nhớ nha các bạn, cho nên mình có thể ghi P cho nó nhanh cũng được. Rồi, và L.B theo cho finish thì phải gán bằng luôn nha các bạn, tại vì nếu như mà hiện tại bây giờ nó đang là trỏ TP, đúng không? Hiện tại đang là trỏ TP, tuy nhiên xuống dưới đây mình sẽ delete P đi mất, cho nên chúng ta phải gán nó tới null đi, chứ không sau này chúng ta duyệt cái danh sách sẽ sinh ra lỗi. Và mình delete P và return. Đây, những cái trường hợp đặc biệt trên này mình đã xét hết rồi. Vậy thì bây giờ còn lại cái trường hợp nó là cái nốt ở giữa, và danh sách của chúng ta bây giờ có nhiều hơn hai phần tử. Bạn lưu nhé, nó không phải đầu cũng không phải cuối, mà lọt xuống như thế này thì chắc chắn nó còn tồn tại một phần tử ở giữa nữa, cho nên là phải nhiều hơn hai phần tử, ít nhất là ba phần tử, đúng không các bạn? Vậy thì bây giờ mình có thể trò tới ở cái nốt P, bây giờ mình có thể trò tới trò lui thoải mái. Đây, vậy thì P đầu tiên mình sẽ xét các cái liên kết về cho nó. P trò lui previous đây nha các bạn, chúng ta sẽ có bức hình như này. Đây, mình có một cái nốt như này. Nốt này là nốt mình đang muốn xóa. Và mình ví dụ ở đây, danh sách của mình đã chỉ có 3 phần tử thôi. Thì tất nhiên là có thể nó sẽ còn nhiều phần tử hơn, nhưng mà mình chỉ cần xét hai phần tử trước và sau của P nữa thôi nha các bạn. Tại vì khi xóa P thì chỉ ảnh hưởng liên kết đến hai thằng này thôi. Và bây giờ việc của mình là thằng này chính là P previous. P previous đúng không các bạn? Đây, mình ký hiệu là P1 nha các bạn. Và thằng này chính là P2. P1 là P trỏ tới previous, còn P2 là P trỏ tới PNS. Thằng này là đi theo liên kết PNS nha các bạn. PNS. Thằng này là đi theo liên kết previous. Vậy thì bây giờ cái yêu cầu của mình là cần khi mình xóa PID thì mình vẫn phải bắt được cái mạch liên kết từ P1 đi sang P2 và liên kết từ P2 đi về lại P1, đúng các bạn? Vậy để bây giờ cho tiện quản lý đi thì chúng ta sẽ tạo hai cái nốt nữa, nốt sau P1 bằng P cho previous như theo đúng cái hình đó đi cho các bạn dễ hình dung nha, và nốt sau P2 bằng P cho tới P next. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần cho P1 trỏ tới được thôi, đúng không các bạn? P1 trỏ tới là tới P2. P1 trỏ PNS bằng P2 và ngược lại, P2 trỏ P theo AP previous bằng P1. Chúng ta chỉ cần đơn giản vậy thôi, đúng không các bạn? Đường này qua, đường này về. Vậy là ok rồi. Và chúng ta delete P đi là được. Chỗ này các bạn thích return hay không gì cũng không có ý nghĩa gì hết, tại vì ở đây chúng ta đã xét hết tất cả các trường hợp. Vậy đây là cái hàm delete của mình. Và bây giờ mình cần phải đi vào cái bài chính của mình, đó là xóa những cái sản phẩm mà hết hạn. Để xóa như thế nào thì chúng ta sẽ cần duyệt. Nhưng các bạn lưu ý, duyệt này cũng rất là phức tạp, tại vì khi các bạn đưa con trỏ P này vào, các bạn xóa nó đi thì chúng ta sẽ không thể gán P tiến tới PNet được, đúng không ạ? Vậy cho nên, đúng không? Mình nói lại một chút nha các bạn. Tại vì khi mình xóa cái delete cái P này đi, khi các bạn gọi hàm, có phải là các bạn sẽ đưa P vào trong cái hàm đó, đúng không ạ? Và trong cái hàm này mình sẽ delete cái P này đi. Và thực tế ở đây mình chuyển tham chiếu. Vậy trong cái thao tác duyệt để kiểm tra và gọi cái hàm này nữa,
thì có phải mình đã mất đi p rồi. Phía dưới chắc chắn bạn sẽ có một bước p bằng p chọn tới pns, tại vì chúng ta đang duyệt mà. Mà vô tình chúng ta cái điều kiện nó thỏa, chúng ta gọi hàm xóa này đi, thì p của chúng ta là một cái vùng nhớ không xác định. Nếu truy xuất đến pnet này, điều này sẽ gây ra error. Vậy cho nên ở đây chúng ta cần lưu ý một chút. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm này như nào. Mình sẽ viết code và chạy từ từ thử xem, chứ mình cũng không chắc chắn về cái bài code của mình sẽ hoàn toàn chính xác nha các bạn. Envoy delete. Xóa. Mình sẽ chỉ cần ghi vậy thôi. Các bạn lưu ý là delete là viết, chúng ta phải phân biệt từ delete này với cái từ delete từ khóa của chương trình nhé các bạn. Từ khóa của C là D viết thường, còn chúng ta là hàm của chúng ta là D viết hoa nhé. Nếu các bạn gọi nhầm hoặc là nếu ở đây các bạn ghi chữ D này á, nó sẽ báo lỗi nhé. Chúng ta không được ghi chữ D nhỏ nhé các bạn, chúng ta phải ghi hoặc là D lớn, hoặc là các bạn chọn một cái tên nào khác cũng được. Rồi chúng ta sẽ chuyển vào cái list. Ở đây chúng ta sẽ thay đổi nó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác duyệt. Đầu tiên chúng ta cần một cái nốt đứng đầu, nốt sao p bằng l.ph. Rồi, y p khác null. Trong khi p của chúng ta khác null thì chúng ta sẽ kiểm tra if đầu tiên. If p trở đến cái thành phần i4.5 sản xuất cộng với 5 bảo hành, p trở đến thành phần i4.5 bảo hành lớn hơn. Trên đây chúng ta đã define rồi. Trên đây mình đã define cho các bạn một cái là năm hiện tại là 2015. Vậy chúng ta có thể sử dụng cái từ khóa này, lớn hơn NHT. Mình define trên là NHT. Nếu xảy ra điều kiện này thì chúng ta sẽ xóa. Chúng ta sẽ gọi hàm delete node. Và chúng ta trước tiên là chuyển vô cái list L và cái node mà chúng ta muốn xóa P. Sau khi xóa p đi rồi thì chỗ này chúng ta phải gán p bằng bằng gì được các bạn nhỉ? Sẽ chúng ta cần phải có một cái biến để lưu lại cái giá trị này. Vậy thì ở đây mình sẽ có một cái nốt sao p p net đi. Rồi, nốt sao p net mình chưa sử dụng nên mình sẽ gán nó bằng null. Nếu cái điều này xảy ra trước khi xóa, mình sẽ lưu lại cái thằng đứng phía trước của p. Vậy thì pnet bằng p trở tới pnet. Mình sẽ lưu lại cái vị cái thằng đứng trước của p và sau đó mình xóa p đi. Sau khi xóa p, cái địa chỉ p bây giờ đang là không xác định. Và xóa p đi rồi, địa chỉ không xác định mình sẽ gán lại bằng cái thằng tiếp theo để tiếp tục xét, để tiếp tục duyệt. Và ở dưới đây không phải chúng ta không thể đặt p bằng p tiến tới pnet ở dưới đây nha các bạn. Chúng ta không thể đặt một cách công khai như vậy được, mà chúng ta phải đặt là nó nằm trong L. Điều này như thế nào? Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái code của mình đến đây là kết thúc. Mình sẽ thử lại trên cái hình cho các bạn sẽ thấy. Rồi, ví dụ mình sử dụng cái list trên này đi nha. Nếu đầu tiên P của mình nằm đây, cái sản phẩm này của mình, đây những cái sản phẩm này mình sẽ đánh dấu X nha các bạn. Những sản phẩm đánh dấu X là những sản phẩm mình sẽ xóa. Đầu tiên P này chúng ta sẽ xóa đúng không các bạn. Thì mình sẽ gán PNS nằm đây. Mình sẽ ghi PN thôi nha các bạn. À xin lỗi các bạn, PNS nằm bên phía tiếp theo. Sau khi mình kiểm tra cái lệnh if nha các bạn lưu ý, mình kiểm tra lệnh if nhận thấy cái nốt này sẽ bị xóa, cho nên mình gán pnet bằng thằng này. Pnet là thằng tiếp theo của p. Sau đó mình mới delete p đi và gán. Cái việc sắp xếp lại mạch liên kết đặt ph hay p theo ở đâu đã do cái hàm delete nốt quyết định rồi. Chúng ta chỉ cần trong cái hàm xóa này, chúng ta chỉ cần sắp xếp cái việc duyệt làm sao cho nó diễn ra một cách liên tục thôi là được. Vậy thì sau khi mình xóa đi, mình có một cái lệnh là p bằng pnet và mình sẽ gán p lại chỗ này. Rồi p sau khi gán xong, mình quay lên kiểm tra p khác null tiếp tục.
và mình sẽ gặp nhận thằng này, xóa được thì tiếp tục xóa gá thằng này bên S, xóa đi, sau đó gán P qua bên đây, rồi quay lên qua kiểm tra. Và bây giờ qua kiểm tra của chúng ta khác nu, và nốt này chúng mình ký hiệu ở đây là không bị xóa, đúng không các bạn? Không bị xóa thì cái điều kiện này không thỏa, vậy thì nó sẽ vô L và nó sẽ gán P bằng P tiến tới bên S, P bằng P tiến tới bên S thì P sẽ nằm ở bên đây, đúng không các bạn? Rồi lại tiếp tục kiểm tra, gặp chỗ này xóa được thì bên S sẽ được gán sang bên đây. Đấy, vậy nha các bạn. Và đây là cái hướng dẫn chạy debug từng bước của mình, một số bước nhỏ thôi. Đây, vậy thì đây là cái đoạn code của mình, mình sẽ chia sẻ lên trên mạng để cho các bạn tiện theo dõi hơn và có thể tự gõ một cái bài để test cái bài của mình. À, cái bài của này mình sẽ cho các bạn chấm điểm cho mình vậy. Mình cũng không hoàn toàn chắc chắn đây là bài này mình sẽ đúng được cho các bạn, cho nên các bạn cứ thử kiểm tra lại, rồi có gì thì hãy comment và báo lại cho mình một tiếng để mình biết và rút kinh nghiệm cho cái bài thi sắp tới của mình. Đây, chúc các bạn có một kỳ thi trọn vẹn. Xin chào các bạn.